của nhà mình nha. Trong dừa, trong ổi, dừa có trái rồi, ổi thì cũng có trái mà bên này ăn hết rồi các bạn. Cũng chặt có một số ổi, ổi Đài Loan. Đây ngò gai. Sống với lại là làm rau thơm đi canh chua rồi nha các bạn. Đây bùn ngót, ngót còn quá, giờ mình thái bùn ngót nha, nấu canh để nó về này cho nó lên cái tược mới nó nâu nha các bạn. Không phân không thuốc luôn nha các bạn, ngót này là không phân không thuốc. Rồi giải công thôi, đi cây khác để tiếp. Nồng quá, thấy nồng xanh nồng mà, tại vì mình lâu mình cũng hay ra mình bẻ ăn nữa. Cho nó lên lại cho nó non, chứ để già cái nó không có lên được, ngon không có cả ăn được, nó già quá, quá non luôn, nhiều lắm nha các bạn. Người mình bé đủ ăn thôi. Cái này mà nấu canh rau luôn. Ta gọi là rau tập tàng đúng không? Nấu với bột ngót rồi rau má rồi mướp hương nữa. Ăn còn gì bằng nữa. Đây. Một nấm xanh tươi luôn. Non quá non luôn. Chất lượng luôn nha các bạn. Dưới địa đâu có cá đâu nha các bạn. Cá tài tượng nhiều lắm, muốn ăn là cũng dưới địa bắt cá luôn. Đây còn đây là ớt đó, muốn ăn ớt xanh hay là ớt chín gì, có mà chín là gì bị chim nó ăn hết trơn như các bạn. Đây nè, giống đây chim ăn nè, còn với lại cái cuốn đỏ đỏ nè, ớt đẹp chưa, các bạn thấy quá trái luôn nè. Cái này mà đâm ớt là ăn hết sảy, ăn cái cây hết sảy luôn nha các bạn. Đây là dừa nha các bạn, dừa xinh xanh. Dừa này cũng mới cho trái khoảng năm nay nha các bạn, uống rất là ngọt luôn. Mình đi cùng mình đi kiếm tôi lao gì nữa, quá bụng hót quá, quá ngon, quá trời bụng hót, thẻ ít rồi, không thấy gì, thấy dừa không? Quá trời dừa, quá trời trái luôn này các bạn. Cái vườn dừa này mình mấy chục cây đó nha các bạn, mấy chục cây dừa. Đây có rau má, đây rau má này các bạn, sẵn mình hái rau má luôn nha. Đó rau má này, rau má dừa không thuốc luôn. Rau má xong cái mà nấu với hồng tơi này là hết sảy đó. Không các bạn hái rau má đi vô sai, chặt dừa này nè vô rồi lấy nước dừa, nước dừa sai luôn nha các bạn, uống rất là mát luôn, có ngủ khỏi đòi nói luôn nha. Mình hái mình có nấu canh thì nấu, rồi không nấu thì mình
sai mình uống. Này, không có phân, không có thuốc tự nhiên, tự sinh nó tự diệt luôn nè các bạn. Rồi, bỏ vô rổ. Mớ gió mát quá, chiều nó gió mát lắm rồi. Cái rau má này chắc vô mình chút nữa mình hái trái dừa vô cái mình xay uống luôn á, thấy ngon quá, cái xay uống luôn á, uống cho nó mát. À, các bạn thấy rau má, rau má hấp dẫn không, xanh hấp dẫn không? Ở thành phố không có như đâu các bạn, rau má vườn ở thành phố không có đâu, vườn chỉ vườn có thôi. Đó. Khi mà mưa xuống cái nó lên tốt xanh dữ lắm nha các bạn. Này nắng, hôm nay cũng nắng quá. Cho nên rau má nó không tốt. Sai chắc cũng sai chứ không cần mà mình để cái cọng nó ngắn quá, để dài luôn, dài luôn. Đây, cái thằng mà sợ cái nó già như luôn. Để cọng nó dài nha. Cái này mình chắc mình để được dài quá, chạm uống quá. Đây cũng có cây bùa ngót, vườn này bùa ngót hơi nhiều đó. Không phân thuốc mà nó về nè. Rồi mình hái đây, rau má này mà xay nước dừa thêm mà đậu xanh nữa nha các bạn, mà uống là còn tuyệt vời luôn. Bảo đảm là
mát là tối ngủ khỏi nó nóng gì các bạn. Không có thuốc mì đâu, không khỏi phải sao nóng. Ôi sợ mình luôn. Ồ, đáng kể là vậy các bạn. Đây. Lúc này là mình vào được ở đây. Rồi các bạn ơi, thành quả của mình đây. Sau khi mà ngồi mỗi gối đau lưng thì mình hái được của cái máy này nè các bạn. Đây là mình ém xuống nhưng mà chứ không phải là để ở trên không mà nó xếp đập đâu này. Mình đè xuống tấm chứ nếu mà không đè là cái rổ này đừng không hết nha các bạn. Không được bao nhiêu. Xong bây giờ là mình đi tìm cái trái dừa nào rồi mình hái trái dừa nào để mình vô mình xay xay ra thành nước rồi cái mời các bạn uống nha. Trời nắng nóng vậy mà có ly rô má là uống là tuyệt vời luôn nha các bạn. Nắng dữ lắm luôn rồi đây hiện giờ là nắng rất là dữ rất là nóng. Có ly rô má là uống vô nước dừa vô là rất là sảng khoái luôn. Mát lắm nha các bạn. Rồi, mình coi trái dừa nào để mình hái trái dừa nữa. Trái dừa nhà không phải mua. Rồi, mua mua dừa trái cũng có hết. Sử đại cái này nè. Giờ nhà của mình mượn bé cái nào bé đâu ai nói gì đâu. Non già thì mình uống cũng được nha các bạn. Nếu mà non thì mình uống càng nó mát. Chứ gì là tốt. Nó đồ ngọt thì nó không có bằng thôi. Nhưng mà nó mát lắm các bạn. Vì non là uống mát. Rồi bỏ trái. Sử trái nữa đi. Lỡ bẻ rồi. Đáng luôn. Sừng trái nữa này. Ôi cứng chân. Cứng quá. Thôi cái này lẽ đâu mình nói sừng mình nói. Rất là nhiều trái, mình bẻ chỉ hai trái thôi. Rồi, đi vào thôi. Một rổ rau má, hai trái dừa. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Vào nhà đây, khi nào mình xài xong mình hoàn cũng uống nha. Rồi mình tiến hành mình xay rau má nha các bạn. Sau khi mà mình hái rau má, mình rửa sạch, mình để ráo nước rồi xong mình để cái nằm. Cái này đây. Còn đây là nước dừa đây. Hai trái dừa mình chặt nước dừa đây đây. Cái này là cái nước dừa ở đây là cái cối để mình xay rồi mình sẽ ngã rồi cho mình đắp đặt cái cối này vào rồi chuẩn ngay cấp nó xong thì mình cho ít nước dừa vào đây, cho ít nước dừa. Rồi, cho ít nước dừa để mà khi nó mình chặt được sẵn rồi. Rồi, thoát đi. Rồi, rau má. Mình bỏ ít chút trước đi. Lại. Đây.
tôi văng ra vậy các bạn, nhưng nước chưa đậu má rồi các bạn ạ. Đây nào. Rồi mình đã xay xong hết đậu má này nha các bạn. Đây là thành phẩm của mình, đây là một tô này. Rồi mình quá đã hết, tô má rất là đẹp, màu xanh rất là đẹp các bạn. Rồi bây giờ là chỉ cho miếng miếng đá vào ly là uống nha các bạn. Nước dừa thì dừa hơi non cho nên không ngọt lắm, mình thêm tí đường thôi, không nhiều nhiều đường không tốt. Nước dừa vậy thì uống rất là mát, rất là ngon. Mời các bạn uống nước rau má xay nước dừa cho mình nha. Đây bạn mình tuyệt vời luôn. Xin chào các tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn clip sau nha.